Xong rồi nắm gọn dây lại cho mình cầm dây để đi lên cho nó gọn luôn nha. Ok. Đâu anh vừa thử lại cái lên cái anh kéo xuống nha. Ừ, rồi ok. Rồi. Nói vậy mới đỉnh đó, đi vậy mới đỉnh đó. Dây dài quá. Rồi đúng rồi đó, chính xác. Không luôn đi.